Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube của Tinh Tế. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại những cái tính năng rất là xu hướng của tủ lạnh mà mình nghĩ là bất kể một người chơi hệ tủ lạnh nào, hoặc chỉ đơn giản bạn là một người yêu nội trợ và hay sử dụng tủ lạnh cũng cần nên biết. Hãy cùng mình cập nhật nha. Sau đây là những tính năng rất hiện đại và cũng rất hữu ích khi mà chúng ta sử dụng và khi mà chúng ta chọn lựa mua tủ lạnh. Đầu tiên, một tính năng xu hướng không thể bỏ qua và rất quan trọng đó chính là ngăn đông mềm. Sau một thời gian dài sử dụng tủ lạnh có ngăn đông mềm thì mình cảm thấy cái lợi ích nó mang lại của cái ngăn đông mềm này rất là lớn. Thay vì trước đây chúng ta chỉ có hai ngăn duy nhất là ngăn mát và ngăn đông cứng mà thôi, thì bây giờ nếu có thêm một cái sự lựa chọn là ngăn đông mềm thì thực phẩm tươi sống của chúng ta sẽ được đảm bảo giữ trong một cái nhiệt độ vẫn có thể làm cho nó tươi và có thể sử dụng lên đến 7 ngày, tức là một tuần. Tuy nhiên thì cái khâu chế biến là khâu rã đông, không có mất quá nhiều thời gian. Vậy thì tại sao chúng ta phải cần sử dụng cái ngăn đông mềm này? Thứ nhất là nó có thể giúp cho thực phẩm của chúng ta tươi ngon trong vòng 7 ngày. Và tùy theo cái mức độ mà mọi người có thể chỉnh khác nhau. Chẳng hạn như là âm 3 độ C thì chúng ta có thể trữ lên được đến 7 ngày. Từ âm 3 độ C cho đến âm 21 độ C thì có thể hơn một tuần luôn. Và thậm chí bạn có thể điều chỉnh nhiệt cho cái ngăn đông mềm này khoảng âm 1 độ C là cái nhiệt độ mà chúng ta có thể trữ để ăn liền trong ngày. Trước đây khi mà chúng ta muốn bảo quản thực phẩm tươi sống, chẳng hạn như là thịt, cá, hải sản, và chúng ta phải để vào ngăn đông ở dưới cho nó đông cứng lại, thì khi mà muốn lấy ra chế biến thì phải rã đông. Điều này rất là mất thời gian và cái thực phẩm của chúng ta cũng không còn được tươi nữa, mà nó đã bị qua một cái quá trình đông cứng rồi, chất lượng dinh dưỡng cũng không còn được nhiều. Thì vì vậy với cái ngăn đông mềm này nó sẽ rất là thích hợp cho những người nào không có nhiều thời gian, khi mà đi chợ mua một lượng đồ ăn rất là lớn và phải đưa vào cái ngăn đông để trữ cứng, thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn phù hợp để các bạn có thể trữ trong khoảng một tuần là chúng ta luôn có đồ sống lấy ra chế biến liền. Đó là ngăn đông mềm. Và tính năng thứ hai cũng là một trong những tính năng xu thế mà mọi người không nên bỏ qua, đó chính là tính năng hai dàn lạnh độc lập. Tính năng này là một tính năng mình thấy rất hay và có ích và thấy được cái hiệu quả thực sự khác biệt so với những cái đời tủ lạnh cũ trước đây. Thay vì trước đây chúng ta chỉ có một dàn lạnh độc lập duy nhất, và cái dàn lạnh độc lập này nó sẽ nằm ở phía sau lưng tủ lạnh. Và cái dàn lạnh ở phía sau lưng độc lập này nó sẽ có một cái quạt thổi. Quạt thổi này nó sẽ thổi đều cho cả ngăn mát và ngăn đông luôn. Vậy cho nên là những cái gì thực phẩm mà bạn lưu trữ ở ngăn đông, nếu mà bị cái ngăn này có luồng gió thổi qua thì cái mùi và luồng gió nó cũng sẽ đi vào ngăn mát, cho nên là thực phẩm nó sẽ bị ám mùi. Đó là cái lợi ích đầu tiên của hai dàn lạnh độc lập. Và hai dàn lạnh độc lập này nó còn mang đến cho chúng ta hai cái lợi ích nữa. Đầu tiên đó chính là tiết kiệm điện, và thứ ba đó chính là nó giúp lan tỏa cái luồng khí lạnh đều hơn khắp mọi ngóc ngách trong tủ lạnh. Bây giờ mình sẽ nói lại lợi ích thứ nhất, đó chính là một dàn lạnh độc lập cho ngăn mát và một dàn lạnh độc lập cho ngăn đông, thì nó sẽ giúp cho thực phẩm của chúng ta không bị luân chuyển các luồng khí, sẽ bị ám mùi. Và đặc biệt là ở cái ngăn đông này, mọi người thường thích trữ những cái thực phẩm tươi sống có mùi như là thịt này, cá này, hải sản, tôm. Thì những cái này chúng ta trữ vào ngăn đông, trong khi đó thì ngăn mát của chúng ta sẽ hay trữ những cái món đồ đã qua chế biến hoặc là có thể ăn liền, chẳng hạn như là nước lọc nè, trái cây, hoặc là những cái thực phẩm ăn thừa của bữa ăn mà chúng ta muốn trữ lại á, thì nó sẽ không bị ám cái mùi của ngăn đông phía dưới nếu như chúng ta có hai dàn lạnh độc lập. Tiếp theo, về cái lợi ích của hai dàn lạnh độc lập khi nó giúp chúng ta tiết kiệm điện thì sao? Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn và khó hiểu, khi mà có hai dàn lạnh độc lập thì chúng ta phải tốn điện hơn, nhưng mà không phải như vậy. Khi mà chúng ta có hai dàn lạnh độc lập, chúng ta hoàn toàn có thể tùy chỉnh trong những cái trường hợp, chẳng hạn như một ngày nào đó bạn muốn đi xa và chơi lâu ngày, bạn không có nhu cầu dùng đến ngăn mát, thì bạn có thể dọn dẹp ngăn mát và tắt luôn hẳn cái ngăn mát này. Trong khi đó trước đây với chỉ duy nhất một dàn lạnh độc lập thì bạn không thể nào làm được điều này. Chúng ta có thể tắt cái dàn lạnh độc lập ở phía trên ngăn mát và chỉ sử dụng ở ngăn đông phía dưới thôi. Hoặc là nếu bạn không có gì lưu trữ ở ngăn đông thì có thể tắt ngăn đông luôn, thì chúng ta chỉ cần một cái dàn lạnh độc lập ở cái ngăn mát mà thôi. Điều này sẽ hỗ trợ làm tiết kiệm điện hơn rất là nhiều trong những cái trường hợp mà mình vừa mới giới thiệu. Và lợi ích thứ ba của hai dàn lạnh độc lập đó chính là nó giúp lan tỏa các luồng khí lạnh đi mọi ngóc ngách trong tủ lạnh. Khi chúng ta có hai dàn lạnh độc lập thì cái luồng gió được thổi sẽ dồi dào hơn, bởi vì mỗi dàn lạnh độc lập sẽ tạo ra luồng khí lạnh khác nhau lan tỏa lên trong khắp những cái vách ngăn tủ lạnh, để cho thực phẩm như tủ lạnh của chúng ta luôn được tươi ngon hơn, bởi vì cái nhiệt độ nó luôn được đồng đều.
Một điều lưu ý nữa cho mọi người, với cái công nghệ này thì Samsung họ gọi là Twin Cooling, còn Casper thì họ gọi là Dual Tech Cooling, hay là Beko thì họ gọi là New Froze, hay là Toshiba họ gọi là Dual Cooling. Khi mà đi mua tủ lạnh, mọi người có thể chú ý những cái loại tên công nghệ này, thì cái tủ lạnh mà chúng ta sắp mua sẽ có cái loại công nghệ là hai dàn lạnh độc lập, chỉ đơn giản vậy thôi. Một công nghệ xu hướng nữa đó chính là tính năng biến đổi nhiệt. Nghe có vẻ hơi hầm hố nhưng đơn giản nó là giúp cho các ngăn của chúng ta có thể tùy chỉnh nhiệt độ. Thay vì trước đây nếu mà chúng ta chỉ có thể làm ngăn mát của chúng ta mát hơn một chút hoặc là mát yếu hơn một xíu, thì bây giờ với cái biến đổi nhiệt mới này, các loại tủ lạnh đời mới sẽ cho phép bạn biến ngăn đông trở thành ngăn mát luôn, rất là dễ dàng. Cụ thể thì Samsung họ sẽ có một công nghệ là Samsung Twin Cooling Plus, có tính năng chuyển đổi cả 5 cái chế độ tùy cái nhu cầu chúng ta sử dụng tủ lạnh. Chúng ta có thể chuyển ngăn mát thành ngăn đông mềm, hoặc là ngăn đông mềm thành ngăn mát, hoặc là ngăn đông cứng trở thành ngăn mát luôn. Hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể tắt đi những cái tính năng của những cái ngăn này để có thể sử dụng riêng một ngăn mát mà thôi, chẳng hạn như vậy. Còn Casper thì họ cũng có trang bị tính năng chuyển đổi nhiệt 3 trong 1, tức là ngăn phía dưới bên tay phải của cái tủ lạnh multi-door của Casper thì họ sẽ có một cái ngăn mát chuyển được thành ngăn đông và hai ngăn đông mềm tùy theo mục đích sử dụng, và nó chúng ta có thể điều khiển và thiết lập ở cái bảng điều khiển của mỗi cái tủ lạnh như vậy. Hoặc là với ứng dụng của hai dàn lạnh độc lập bên trên như mình vừa giới thiệu thì chúng ta có thể chuyển ngăn đông thành ngăn mát, hoặc là chúng ta có thể dùng ngăn bên trên làm ngăn lạnh thường. Cái này chúng ta rất là linh hoạt để có thể sắp xếp và lưu trữ những cái thực phẩm của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta có thêm nhiều ngăn mát nữa nếu như bạn không có nhu cầu sử dụng ngăn đông chẳng hạn. Mình thấy đây là một trong những cái tính năng mà mọi người cũng rất nên lưu tâm trong việc chọn mua tủ lạnh, để cho cái tủ lạnh của chúng ta có thể phục vụ đúng cái nhu cầu của chúng ta, chứ không phải là mua về và có những cái ngăn mà chúng ta hầu như là không sử dụng đến. Tiếp theo, tính năng xu hướng thứ tư cho những chiếc tủ lạnh đời mới đó chính là cái việc các nhà sản xuất họ đã chuyển cái ngăn đông thành ở phía dưới. Thông thường trước đây á, chúng ta với những cái tủ lạnh truyền thống á, thì thường cái ngăn đông cứng hoặc là cái ngăn làm đá nó sẽ nằm ở phía trên. Nhưng mà thực tế theo một cái quan sát sử dụng những cái bà nội trợ hay là những người hay dùng tủ lạnh á, thì chúng ta ít khi dùng ngăn đá hơn là dùng ngăn mát. Ngăn mát thì chúng ta hay để những thứ như là nước uống làm mát nè, rồi thực phẩm làm mát như là bánh kem, rồi bánh ngọt, các loại thực phẩm mà chúng ta hay mở tủ lạnh ra để có thể lấy liền thì thường nằm ở ngăn mát. Và cái việc mà chuyển cái ngăn đông xuống phía dưới sẽ giúp cho chúng ta đỡ phải tốn công sức cúi người xuống để lấy đồ trong ngăn mát ra nhiều hơn. Trong khi đó thì cái ngăn làm đá thì chúng ta ít sử dụng hơn rất là nhiều. Cơ bản là như vậy, nhưng trong một vài trường hợp thì ngăn đá nằm ở phía dưới cũng hơi gây một chút bất tiện. Đó chính là khi mà mọi người để ý, chúng ta rót nước vào trong từng cái khay đá để mà để vào cái ngăn đá thì rất là dễ làm đổ. Và nếu như cái trọng tâm của chúng ta là ngăn đá đã được đổi xuống phía dưới, thì khi mà chúng ta từ cái việc là múc nước bỏ vào trong khay rồi để vào trong cái ngăn dưới thì nó sẽ hơi bất tiện một chỗ là nó làm nước dễ đổ hơn. Chỉ có một cái bất tiện nho nhỏ như vậy thôi. Còn lại thì mình cảm thấy là cái việc mang ngăn đá xuống phía dưới rất là hợp lý. Một tính năng xu hướng thứ 5 mà đã có mặt trong những năm gần đây đó chính là tủ lạnh có nhiều cửa. Vậy tại sao chúng ta lại cần một cái tủ lạnh có nhiều cửa, và tủ lạnh nhiều cửa mang lại những cái lợi ích như thế nào? Thì sau đây mình sẽ tổng hợp và phân tích cho mọi người nha. Đầu tiên, cái tính năng tiện lợi nhất mà mọi người có thể thấy khi tủ lạnh có nhiều cửa đó chính là chúng ta có thể phân bổ và bố trí những cái thực phẩm cần lưu trữ lạnh tốt hơn. Cái tiện ích đầu tiên của tủ lạnh nhiều cửa là như vậy. Và thông thường ở những cái tủ lạnh nhiều cửa thì cái kích thước của tủ lạnh cũng sẽ nhiều hơn. Vậy thì chúng ta sẽ có nhiều không gian hơn để bố trí thực phẩm và lưu trữ thực phẩm. Và các dòng tủ lạnh hiện tại đang có rất là nhiều cửa. Chúng ta có công nghệ chẳng hạn như là side to side của Samsung nè, hay là multi-door của Casper. Ngoài ra, cái tiện ích thứ hai của việc tủ lạnh có nhiều cửa đó chính là chúng ta sau khi đã phân chia, phân bổ những cái loại thực phẩm theo từng cái khu vực khác nhau trong tủ lạnh rồi, thì khi mà chúng ta biết cái vị trí của món đồ mà chúng ta đang lưu trữ trong cái cánh cửa tủ lạnh nào, vị trí nào, thì chúng ta chỉ cần mở đúng cái cánh cửa đó ra thôi. Thay vì trước đây những cái tủ lạnh chỉ có 1 đến 2 cửa, thì khi mà chúng ta muốn lấy một cái món đồ nằm ở cái ngăn trên cùng thì chúng ta phải mở cả cái cánh cửa ra, và thường cái ngăn mát á, và chỉ có một cái cửa duy nhất á, thì nó sẽ mở ra gần như là 2/3 cái tủ lạnh luôn rồi. Vậy cho nên cái việc này nó sẽ làm tốn điện nhiều hơn. Trong khi đó, khi mà chúng ta có nhiều cửa và những cái cửa nhỏ chúng ta lưu trữ thực phẩm ở đó và mở cái không gian nhỏ ra thôi, thì cái luồng điện
cũng như là cái luồng khí nó phát ra cũng sẽ được tiết kiệm hơn. Vậy thì chúng ta vừa có thể tiết kiệm được luồng khí lạnh bên trong và vừa tiết kiệm điện luôn để cho thực phẩm của chúng ta không bị ảnh hưởng, kể cả những cái thực phẩm ở xung quanh cái vị trí đó. Tiện ích thứ ba với việc tủ lạnh có nhiều cửa thì sẽ giúp cho cái tủ lạnh của chúng ta phát huy được nhiều cái tính năng và công dụng hơn. Chẳng hạn như là với Casper thì họ có đến tận 3 dàn lạnh độc lập. Cho nên là khi với 3 cái cửa chẳng hạn thì chúng ta sẽ có 3 dàn lạnh độc lập cho từng cái cửa. Vậy thì nó sẽ ứng dụng và phát huy được cái tính năng dàn lạnh độc lập nhiều hơn. Và với nhiều khu vực cửa như thế này thì chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho ngăn đông mềm, ngăn mát hay là ngăn đông cứng. Tiếp theo nữa là tính năng thứ 6, cũng là một tính năng xu hướng, đó chính là tính năng diệt khuẩn mà không thể không có trong những cái tủ lạnh hiện đại được. Với tính năng diệt khuẩn này thì nó thường sẽ đi đôi với khử mùi, và một trong những cái tính năng diệt khuẩn phổ biến hiện tại trong những dòng tủ lạnh, chẳng hạn như là mình thấy có công nghệ AgroClean của Panasonic này, hoặc là Aqua cũng có dùng phân tử bạc trong công nghệ để có thể kháng khuẩn NanoFresh Ag cộng, có tác dụng phân tách các phân tử bạc ra kích thước siêu nhỏ để nó có thể phân tán trong môi trường tủ lạnh nhiều hơn. Và các phân tử bạc này nó sẽ phân tán và tiếp xúc với thực phẩm của chúng ta, đặc biệt là với những cái tế bào vi sinh, ngăn cho chúng không phát triển được. Vì vậy thực phẩm của chúng ta nếu có công nghệ này trong tủ lạnh thì sẽ được đảm bảo độ an toàn hơn, nguồn dinh dưỡng nhiều hơn và không có vi khuẩn nấm mốc. Hay là Hitachi cũng có sử dụng công nghệ là nano titanium để khử mùi và kháng khuẩn cho các dòng tủ lạnh. Cái cách hoạt động này thì là những hạt nano titanium TO2 siêu nhỏ khoảng 5 nanomet thôi sẽ luân chuyển thường xuyên trong tủ lạnh, bắt các vi khuẩn nấm mốc và mùi hôi. Hoặc là sử dụng tia cực tím kết hợp với công nghệ plasma để khử khuẩn trong cái tủ lạnh của chúng ta nhiều hơn. Và cuối cùng, tính năng thứ 7 rất là xu hướng hiện đại mà mình nghĩ là những người chơi hệ tủ lạnh nào có dư giả một chút thì sẽ rất là thích, đó chính là cái phần giải trí và nghe nhạc trong chiếc tủ lạnh. Cái tính năng này nghe có vẻ thừa thải, nhưng trong cái quá trình trải nghiệm chiếc tủ lạnh Samsung Family Hub, mình cảm thấy nó rất là thú vị luôn. Bởi vì khi có một cái màn hình to như một cái chiếc máy tính bảng được nính vào trong cái cánh cửa tủ thì sẽ làm cho cái việc nấu nướng của chúng ta trở nên vui vẻ hơn rất là nhiều. Bạn có thể xem công thức món ăn ngay chính trên cái màn hình này luôn. Bạn có thể mở nhạc ngay chính khi mà chúng ta đang chế biến đồ ăn, hoặc là bạn có thể mở cái lời nói hướng dẫn cách nấu ăn trong lúc mà chúng ta chế biến, thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều và giúp cho cái quá trình nấu ăn của chúng ta trở nên dễ dàng, thú vị hơn. Ngoài ra thì nếu đặt trong căn bếp thì cái tủ lạnh này với cái màn hình này, âm nhạc và màn hình sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình trở nên vui vẻ hơn trong quá trình nấu ăn và thậm chí là kể cả khi thưởng thức món ăn nữa. Và đó là tất cả những cái tính năng xu hướng có trên tủ lạnh mà mình nghĩ là chúng ta nếu mà có một niềm đam mê với tủ lạnh hoặc là hay sử dụng tủ lạnh cũng nên biết để khi mua tủ lạnh có những cái sự lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu của mình. Và mong là video này sẽ giúp các bạn chọn lựa được những cái tủ lạnh có những tính năng mà bạn thích và mong muốn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên để lại bình luận cũng như suy nghĩ của bạn phía dưới phần comment cho Tinh Tế cùng viết với nha. Còn bây giờ thì xin chào.